Chúng tôi là B1. B1, Tổ chức kết nối nữ doanh nhân Sen Vàng Việt Nam. B1 là một tổ chức từ thiện phi lợi nhuận do Hội nữ doanh nhân Sen Vàng Việt Nam thành lập từ năm 2017. Sau hơn 2 năm hoạt động, B1 Việt Nam phát triển, tiến đến hoạt động trên nhiều tỉnh thành hơn như B1 Hà Nội, B1 Hải Phòng. Không những thế, trong năm nay B1 tiếp tục hướng đến một số tỉnh thành khác như Móng Cái, Quảng Ninh và thành phố Hồ Chí Minh. Với trách nhiệm sứ mệnh cao cả Bigol Việt Nam đã và đang giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, những mảnh đời bất hạnh chia sẻ với cộng đồng. Bên cạnh đó, các nữ doanh nhân, thành viên của tổ chức cùng nhau phát triển bản thân, kết hợp phát triển doanh nghiệp hướng tới sự phát triển chung cho đất nước, cho nhân loại. Bigol hoạt động dưới sự dẫn dắt của chủ tịch bà Lê Thị Hòa, các phó chủ tịch bà Phạm Ngọc Phượng, thạc sĩ Dương Quỳnh Liên, bà Nguyễn Hương Giang, bà Vũ Hoàng Yến, giám đốc điều hành bà Bùi Thị Thanh Nhàn, phó chủ tịch kiêm đại sứ Hoa hậu Trần Thị Thu Ngân và không thể thiếu được những thành viên luôn sát cánh đồng hành giúp tổ chức phát triển ngày một lớn mạnh hơn. họ là những người phụ nữ bản lĩnh trí tuệ nhiệt huyết giỏi việc nước đảm việc nhà tạo nhiều giá trị lớn lao cho cộng đồng. tổ chức Bequen Việt Nam đã phát động nhiều phong trào vận động những tấm lòng hảo tâm cùng lan tỏa tạo dấu ấn mạnh mẽ trong cộng đồng năm 2018 vừa qua. Tổ chức đã hoàn thành 7 ngôi nhà tình thương cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh Yên Bái, thành công xây dựng trường mầm non Nhiễu Lũng cho các bạn nhỏ tại huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang. Đồng hành cùng báo tuổi trẻ thủ đô, trao tặng 535 áo ấm cho trường tiểu học An Tiến, trường Mỹ Hà Nội. Giúp đỡ cho hoàn cảnh khó khăn của em Đỗ Duy Hải tại viện bỏng Trung ương. Trao tặng nhà tình nghĩa cho gia đình anh Võ Minh Hiếu tại tỉnh Quảng Trị và bà Vũ Thị Thắng tại Hải Phòng và rất nhiều những hoàn cảnh đặc biệt khác trong quá trình thực hiện có những khó khăn trở ngại nhưng các thành viên đã tìm cách khắc phục cũng như thích nghi với mọi tình huống có thể thấy được những thành công kể trên là công sức những công hiến vô cùng to lớn để tiếp bước những thành tiệu trong năm 2018 tổ chức đã đặt ra những hướng mới trong năm 2019 với ba mục tiêu chính thứ nhất đẩy mạnh tốt hoạt động từ thiện kêu gọi thêm những mạnh thường quân cùng chung tay góp sức thứ hai tiếp tục mở rộng tổ chức đến nhiều tỉnh thành khác nhau thứ ba tạo thêm những buổi giao lưu chia sẻ đời sống cũng như tinh thần của các thành viên trong tổ chức. Hy vọng những mồ hôi nước mắt sẽ không phí hoài mà nó sẽ tạo thành một làn sóng lớn để có thể lan tỏa đi nhiều phương trời, đến được từng ngóc ngách cuộc đời của những hoàn cảnh khó khăn.